Mới đây, sau sự việc tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh nợ 3.000 tỷ đồng khiến giáo viên đình công, học sinh phải nghỉ học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo còn yêu cầu các cơ sở tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Ngoài ra, các địa phương cần lưu ý phụ huynh, học viên tìm hiểu kỹ lưỡng những lợi ích khi góp vốn đầu tư, cũng như các hình thức đóng góp học phí và những rủi ro có thể xảy ra khi tham gia. Động thái này được đưa ra sau gần 1.400 học sinh của trường quốc tế Việt Mỹ, Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phải nghỉ học do hầu hết giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương. Theo IST Research, tổ chức cung cấp dữ liệu về trường học trên thế giới, năm 2022, Việt Nam có hơn 120 trường quốc tế, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những trường tư thục giảng dạy toàn bộ hoặc một phần bằng tiếng Anh, dành cho học sinh độ tuổi từ 3 đến 18. Nếu tính từ năm 2019, số trường quốc tế của Việt Nam tăng 42%, số học sinh tăng 30%. Thưa quý vị, chỉ 2 ngày qua mưa đá liên tiếp xuất hiện tại nhiều tỉnh thành, gây thiệt hại lớn cho các địa phương. Tại Sơn La, các viên đá có đường kính từ 1 đến 2 cm rơi xuống kèm mưa to, gió mạnh, đã làm ảnh hưởng khoảng 2.500 ha mận hậu đang ra quả, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Theo các cơ quan chức năng, trận mưa đá xuất hiện tại thị trấn Mộc Châu và một số xã lân cận trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với cường độ mạnh trong hôm qua và sáng nay. Mưa kèm gió mạnh trong nhiều giờ đã làm ảnh hưởng khoảng 2.500 hecta mận hậu đang ra quả tại các tiểu khu Ba Khen, Tà Lọng, Chờ Lồng, Mía Đường, Bản Ôn. Mọi năm mưa đá chỉ xuất hiện vào mùa hè, năm nay lại xuất hiện sớm hơn khiến người dân không kịp trở tay. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu đang cùng các xã, thị trấn đang rà soát, thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân. Theo cơ quan chức năng, từ tháng 3 đến tháng 4 là giai đoạn chuyển mùa nên thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết bất thường như dông lốc, mưa đá. Các địa phương và nhân dân cần sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để triển khai ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Bờ kè Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bị sạt lở gần 9 tháng qua nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Hiện nay có đoạn đã bị sóng nhấn chìm khiến nước tấn công vào khu dân cư phía trong. Kè Thanh Đa, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bị sạt lở từ tháng 6 năm 2023. Từ những vị trí ban đầu, đến nay có hơn 200 mét kè bị sạt lở. Đoạn sạt lở nằm cách hạ lưu cầu Kinh khoảng 50 mét. Nhiều đoạn gạch lát nền bờ kênh đã bị bong tróc khá nặng. Khi thủy triều lên, các trụ kè gần như bị nước nhấn chìm. Tại khu vực sạt lở, đất đá, rác thải vẫn ngổn ngang. Mỗi khi triều cường lên thì bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Nhiều hàng rào chắn được người dân dựng lên để ngăn triều cường. Tuy nhiên, người dân cho biết đây chỉ là phương án tạm thời trong khi chờ cơ quan chức năng có phương án khắc phục. Trước diễn biến phức tạp của sạt lở, UBND quận Bình Thạnh đã tổ chức di rời, tháo dỡ nhà của 15 hộ dân nằm trong phạm vi nguy cơ sạt lở nguy hiểm, đồng thời tiếp tục rào chắn khu vực sụt lún, không cho người dân đi lại để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, sóng biển, triều cường và mưa lũ xâm thực đã gây ra sạt lở ở nhiều bờ sông bờ biển, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Để khắc phục các khó khăn, nhiều địa phương ven biển đã tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án kè, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 tại tỉnh Thanh Hóa. Dự án kè chống sạt lở sông Chu khu vực cầu Vạn Hà có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Với tổng chiều dài 7,8 km, dọc theo hai bờ sông Chu thuộc địa phận các xã Thiệu Vận, Minh Tâm, Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Sau hơn 3 tháng triển khai thi công, đến nay các nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thành phần cơ đê bằng đá hộc, lát mặt bằng rọ đá. Sinh sống nhiều năm tại địa phương, những người có tuổi như ông Lê Hữu Yên cảm thấy phấn khởi, vui mừng khi bờ kè kiên cố đang dần hình thành. Từ nay ông và người dân nơi đây không còn phải lo lũ bão mỗi khi thiên tai ập đến. Công trình mặc dù là chưa xong thế nhưng mà nhìn có thể là cái tầm mắt nó là rất là sướng, bởi vì dòng sông nó sẽ rộng hơn,
nó không bị cản trở, và tin chắc là tới đây là nước lụt sẽ không có tràn lên khu vực đường bãi, và đặc biệt là một số nhân dân canh tác bên màu bên phía bãi thì rất là yên tâm. Chúng tôi rất yên tâm và rất vui mừng vì trước đây là cái tuyến đê sung yếu cho nên là công tác phòng chống thiên tai của chúng tôi rất vất vả. Mặc dù đã chủ động với phương châm 4 tại chỗ nhưng mà rất là lo lắng, nhưng đến nay được nhà nước quan tâm đầu tư thì về phía địa phương chúng tôi đã tập trung chỉ đạo và quan tâm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay thì việc giải phóng mặt bằng đã hoàn thành xong 100% và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước mùa mưa bão. Công trình chống sạt lở đã đáp ứng được mong mỏi của chính quyền và người dân các xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Do đó, quá trình giải phóng mặt bằng đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao. Trước là nước nó rút đến đây này, là người ta cấm không được ra đê. Nhưng mà chờ rất là nhà nước, chính phủ làm cái gì là rất là chú đáo. Là nhà ở dân và tôi gì là phấn khởi lắm, yên tâm lắm. Nhân dân là đồng thuận rất cao. Đối với Thiệu Vận chúng tôi thì có 97 hộ gia đình là nằm trong cái phạm vi bị ảnh hưởng, thì trong 97 hộ này thì người ta đồng thuận là người ta giải phóng cái mặt bằng để cho nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo về cái tiến độ, mặc dù là chưa có một cái đồng tiền nào để rồi hỗ trợ cho nhân dân, nhưng mà nhân dân là tự nguyện để rồi giải phóng. Hiện nay nguồn vốn đầu tư dự án kè chống sạt lở sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa đã được cấp đủ 100%. Nhà thầu đang tập trung đúc cấu kiện bê tông và triển khai nhiều mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 5 năm nay, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai. Và để thực hiện dự án này thì huyện cũng đã rất là chủ động tích cực, phối hợp với chủ đầu tư là ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp, đặc biệt là trong tác giải phóng bằng. Và đến nay thì toàn bộ mặt bằng thuộc phạm vi dự án đã hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Đến nay dự án cũng đang được triển khai theo đúng tiến độ, và dự kiến từ nay đến khoảng 30 tháng 5 là cơ bản hoàn thành trước cái mùa mưa lũ. Ngoài dự án trên, nhiều công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Thanh Hóa là một cái tỉnh cũng đang cần kêu gọi rất nhiều đầu tư, rất nhiều các cái dự án, thì cái việc bố trí cho các cái công trình để một lúc thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nên thì Trung ương cùng với tỉnh cũng đã rất quan tâm. Tuy nhiên thì để mà giải quyết trong một sớm một chiều thì cũng là một cái khó khăn cho tỉnh. Tuy nhiên là căn cứ vào cái thực tế thì các sở ban ngành sẽ kiểm tra và báo cáo để Ủy ban tỉnh có những cái phương án bố trí nguồn vốn cho nó phù hợp với thực tế. Nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, mới đây Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Việc đầu tư bài bản lâu dài như vậy sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra với người dân, nhất là khi thiên tai đang ngày càng cực đoan.